cơ sở để nó xây dựng cái công thức PET này thì ông ấy dựa trên định luật nào? Định luật Bernoulli. Tức là nó không phải định luật mà dựa trên phương trình liên tục. Cái này là thuộc về thủy khí động lực kỹ thuật. Tức là anh muốn sản xuất cái tuabin mà tốc độ cố định thì anh phải thay đổi cái góc nghiêng của cánh cánh tuabin, có đúng không? Cái mà tôi hiểu là nó là như thế. Cái khi anh thay đổi cái cánh tuabin thì anh đang cố gắng đưa ra một phương trình là toàn bộ cái lực tạo ra cái P trung bình của anh ấy nó được do tác động bởi cái góc alpha. Có đúng không nào? Cái góc alpha của anh thì là do cái tốc độ của cái cánh ấy, gọi là vận tốc góc của cái từng điểm trên vị trí của cánh nó sẽ khác nhau. Cái nào mà gần trục hơn thì tốc độ góc của nó sẽ nhỏ hơn. Góc lớn hơn. Vâng, như vậy tức là anh tìm cách là anh vặn cái cánh theo một cái đường profile nào đó mà để nó đón gió được, cái lực tác động của gió là nhiều nhất. Đúng rồi. Thế thì hoàn toàn anh có thể tạo được để chứng minh cho các nhà kinh doanh. Bây giờ cái cánh quạt cũ này anh thu được bằng này cái moment xoắn. Cứ nguyên tắc là anh cứ tạo ra được moment xoắn tốt thì tức là anh sẽ tạo ra nhiều điện. Anh đang định chế tạo một cái cánh quạt tuabin gió phức tạp như là cánh quạt của Boeing 787. Boeing 787 là tùy từng cái tốc độ của máy bay mà nó nghiêng. Khi nó nghiêng để nó tạo ra cái áp suất khác nhau để nó nâng hoặc là hạ hoặc là tăng tốc. Thế đó là cách để người ta thay đổi tốc độ của máy bay. Bây giờ nói rằng là có thể biến chì thành vàng được không ấy, thì chắc chắn là biến được. Những cái vàng mà biến từ chì ra bằng phương pháp là bắn phá hạt nhân nguyên tử ấy nó đắt hơn rất nhiều so với vàng khai thác tự nhiên. Cho nên người ta không dùng trong thực tế. Thực ra cái này nó chỉ giải quyết được một cái rất nhỏ của hình học thôi. Đây là các bạn giải quyết được cái vấn đề là hình học họa hình, chứ không thể giải quyết được những cái vấn đề lớn của hình học. Ví dụ như hình học giải tích cũng không thể chứng minh được là những cái hàm tích phân trong thời đại công nghệ 4.0 bây giờ người ta quan trọng là hình học giải tích chứ không phải hình học họa hình, đúng không? Hình học giải tích nó mới quan trọng để lập trình được. Cái quần khí xung quanh mặt trời là nó có plasma và cái chất lỏng nằm trong lõi của quả đất với cái nhiệt độ khoảng 2000 độ, ước tính khoảng 2000 độ thì nó có chứa plasma. Mà người ta phát hiện ra cái đó, nhưng cái ứng dụng thì nó mới chỉ được khoảng vài chục năm trở lại đây. Mất 100 năm sau người ta mới nghĩ ra những cái ứng dụng của cái trạng thái plasma. Blockchain làm sao mà bảo mật được? Dạ, blockchain thì quản lý từng cái hồ sơ bệnh án trên một cái điểm nốt, trên một cái sổ cái. Tại vì blockchain thì các bạn phải mở cho tất cả những người cộng đồng tham gia cái hệ thống đó cùng xác thực. Dạ, mà người ta phải biết đó là cái gì người ta mới xác thực, đúng không? Mà người ta đã biết rồi thì làm sao còn là bảo mật nữa. Blockchain người ta hướng đến một cái transparency, người ta hướng tới cái security theo kiểu là privacy. Nhưng mà nó có cái private key để anh muốn share cho ai thì anh mới được share được, chứ không phải là... Thế thì làm sao họ xác thực? Trong cái khái niệm về luật ấy, là bạn nói về luật là có cái khái niệm về code of ethics và code of conduct. Như vậy tức là cái người mà tự sản xuất ra cái sản phẩm đó lại tự dán cái mark chứng nhận cho mình. Nó có hai cuốn sổ giống nhau, giống hệt nội dung thông tin. Và hai cái được mang đi theo hai cái giao dịch thì sao? Bạn làm sao xác minh được? Tôi một năm tôi giao dịch hàng vạn bất động sản ở Việt Nam. Và một trong những cái lỗi mà thẩm định viên của tôi thường xuyên mắc phải khi mà làm việc với các cơ quan pháp lý, các cơ quan nhà nước, đó là gì? Sổ một nơi đất một nẻo. Đến nơi chụp ảnh cùng với cả chủ đất, chụp ảnh cùng với cả địa chính, đứng tại mảnh đất đấy, nhưng đến nơi không phải. Thế bạn xác minh kiểu gì? Nếu em muốn bán đắt, muốn bán thất rất ngon, bán độc đáo thì em phải có thương hiệu. Để người ta tin cái điều rằng là Macca của Nguyên Phương hay là Madaka của em là khác so với thị trường, khác so với Úc. Tất cả mọi hương vị nó phải đặc biệt. Còn em nói về công nghệ sấy, sản phẩm chế biến dây chuyền thì không quan tâm. Cái đó nó chỉ là một cái thứ yếu thôi. Cái quan tâm tức là dùng chả thấy khác gì cả, không khác lắm. Cái em nói là hạt Macca của em dùng nó cũng có hơi khác so với thị trường. Cái hơi khác đấy anh không nhận ra được. Thì xin cung cấp thông tin là thị trường nước mắm Việt Nam toàn dung lượng thị trường chỉ có nửa tỷ đô, 500 triệu. Trong 500 triệu đó thì có 25% là nước mắm truyền thống. Yeah. Và nếu bạn chiếm 5% của thị phần nước mắm truyền thống thì bạn đang chiếm đúng khoảng 100 tỷ. Khai sinh là tên là Lê Tiểu Luân luôn. Dạ, yeah, còn cái tên nghề danh của em là Lê Tiêu Linh. Ok. Hình như em là ngày xưa có tham gia cuộc thi Tiffany gì đấy đúng không? Ui, sao biết? Có nhìn giống giống. Dạ đúng rồi. Công nhận là sếp Hưng cái gì cũng biết nhỉ. Tôi hát bài ca người ca cây lúa và người trồng lúa cho quê hương. Quê hương ơi có gì đẹp hơn thế? Bông lúa hẹn hò những mùa gặt. Tình yêu bắt đầu từ đôi mắt. Ngày mai bắt đầu từ hôm.